Alo nghe. Ngã ba Gang Thép Thái Nguyên, ngã ba Gang Thép Thái Nguyên là sao? Xảy ra lâu chưa? Vừa xảy ra thì gọi vào một khu vực Thái Nguyên hoặc gọi trực tiếp vào phòng cấp cứu bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Nguyên gần đó, cạnh đó phòng 4 cây. Xin mời liên hệ trực tiếp vào số máy 02803855198 của tỉnh Thái Nguyên. 02803855198. Đây là số điện thoại phòng cấp cứu bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Nguyên. Địa điểm tại 479 đường giao cắt giữa Hoàng Văn Cung, cắt ngang qua đường Lương Ngọc Quyến, tại 479 đường Lương Ngọc Quyến. 02803855198, nghe rõ không nói không ạ? Cách đó khoảng 4 cây. Vâng, cảm ơn. Dạ. Alo ạ? À? Bệnh viện y học dân tộc cổ truyền của ở đâu ạ? À? Hà Nội có 4 bệnh viện y học dân tộc cổ truyền, chú muốn hỏi bệnh viện nào? Của ngành nào chú? Không đúng ạ. Nếu mà của Bộ Công an thì nằm ở cuối đường Lương Thế Vinh, Thanh Xuân Bắc, Đống Đa, Hà Nội. Nay có đường Lê Văn Lương kéo dài các ngang qua, chú có thể đến Thanh Xuân Bắc tìm và hỏi. Hoặc có thể đi từ ngã tư Nguyễn Xiển, đèn xanh nhà đỏ đầu tiên sẽ phải. Tức là đèn xanh nhà đỏ đầu tiên đi hướng Nguyễn Xiển và đường Lương Lê Văn Lương kéo dài ấy. Đi về hướng Vạn Phúc Hà Đông, đèn xanh nhà đỏ đầu tiên sẽ phải đi cuối đường. Hoặc từ Vạn Phúc Hà Đông đi đến đèn xanh nhỏ đỏ thứ hai rẽ trái đi cuối đường. Không tìm thấy vui lòng gọi vào số máy 0439 830 990, số điện thoại bệnh viện 0439 830 990. Alo nghe. 115 mãi không liên lạc được, hôm nay ngày nghỉ và chưa đến giờ làm việc nên 115 chưa trả lời. Anh muốn hỏi 115 ở đâu? Thành phố Quy Nhơn ở khu vực nào? Làm sao anh? Tại trung tâm thành phố, số nhà 78 đường Y Lan. Số điện thoại trực tiếp 0563 791 469. Số điện thoại trực tiếp 0563 791 469. Đây là số điện thoại phòng cấp cứu 115 của thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, địa điểm tại 78 đường Ỷ Lam. Vâng. Alo nghe. Dạ vâng ạ. Đúng rồi. Xin hỏi bệnh nhân bị chảy nhiều máu không? Vâng, tức là nói là gãy xương đùi thì chúng tôi có thể tìm được ra. Trong trường hợp này, nếu như bệnh nhân chảy quá nhiều máu thì đưa lên thành phố Đà Lạt rất gần nhưng mà rất nguy hiểm. Thứ nhất, liên tục 6 cây số đường đèo dốc quanh co nguy hiểm, có thể lắc lư nhiều, xe vận chuyển bệnh nhân có thể không cầm được máu nhiều hơn. Trong trường hợp này, cách đó khoảng 17 cây, đường an toàn hơn, tốt hơn, đưa về số 2 đường Lê Thị Sáu thuộc về thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, thẳng đường. Vâng, tại số 2 đường Lê Thị Sáu, thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Xin mời trợ giúp qua số máy 0633843228. 0633843228 tại địa điểm số 2 đường Lê Thị Sáu, thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Trung tâm này đối diện trường, đối diện phòng cảnh sát giao thông công an huyện Lâm Hà. Alo ạ. Dạ vâng ạ. Chú bảo cháu là ngày mai có mặt ở bên chú thì ngày mai cháu có mặt. Cháu không bận gì cả, cháu đã chắc chắn là cháu phải chắc chắn.